Xin chào mọi người. Thì mình sẽ nói về một số cái liên quan tới thi FCM mà rất là nhiều người hỏi. Thì ở phần thi FCM đó, thì Việt Thương đã liên kết với trường quốc tế này. Và mỗi năm thì sẽ có một số giáo viên ở bên đó, giáo sư họ sẽ về đây chấm thi. Và thường là sẽ đăng ký ở giữa tháng 4 hoặc là đầu tháng 4. Khi đó thì Hàn đăng ký là sẽ đóng ở đó, cho nên là mọi người sẽ đăng ký ở trước đó ha. Rồi kỳ thi thường sẽ diễn ra vào tháng 7, tháng 8, có thể kéo dài sang tháng 9 nếu mà học sinh đông. Phần thi LCM thì ở step 1 và step 2 thì sẽ là các bài exercise, rồi danh sách A và B. Còn thi ở grade 1 tới grade 8 thì rất là nhiều người hỏi, thì chúng ta sẽ có phần exercise, chúng ta sẽ có hai lựa chọn. Và cái phần này là 15 điểm nha mọi người, 15 điểm. Thì cái phần này chúng ta có thể chơi gam, đô trưởng, la trưởng, son trưởng gì đó. Rồi các cái phần như là broken hay là episode hay là chromatic đó, contrary thì nó sẽ liên quan ở phần này, 15 điểm. Hoặc là chúng ta sẽ có một bài study thay thế cho những bài thăng âm này. Rồi đến danh sách thì chúng ta sẽ có ba danh sách là A, B, C. Mỗi danh sách chúng ta chọn một bài. Phần này thì mỗi danh sách là một bài A là 20 điểm, bài B cũng 20 điểm và bài C cũng vậy. Tới thì phần hỏi đáp thì giáo viên sẽ hỏi chúng ta là những cái câu hỏi liên quan tới cái bài đó, mình thích bài nào và những phần nhạc lý ở trong bài đó. Phần này được gọi là được tính được 7 điểm. Tiếp đến là phần thị tấu. Chúng ta có side reading, mỗi bài như vậy là 10 điểm. Chúng ta sẽ được cho thi một bài ha. Rồi tới phần nghe. Phần nghe thì mỗi read nó có những cái cấp độ nghe khác nhau. Và cái phần nghe này chúng ta có 8 điểm. Tổng cộng là chúng ta có 5 phần ha. Thì đây, trên đây là sơ qua về phần thi LCM thực hành. Còn thi lý thuyết thì mọi người có thể là chờ tới video tiếp theo. Cảm ơn mọi người.